giờ mình quẹo ở đây ha, đi thêm một vòng ở phố Tây Bùi Viện. Vô mánh ha, trời ơi, xe hút rác quy động tới để đó mà cuối cùng có làm việc đâu. Nhanh gọn sạch sẽ. Ở đây là công an phường. Không biết mấy bữa nay ba mày còn chưa có đi ban đêm ở đây. Không biết ban đêm về đêm ở đây ta có vui không nữa. Ở đây là khách Tây không à. Nó Tây nhiều đến nỗi mà ta gọi đây là phố Tây. Trời ơi, nhức đầu quá vậy trời. 12 giờ trưa mà nổi nhạc đùng đùng. Chơi nhạc sàn luôn mới ghê. À, khách Tây kìa, họ ngồi uống bia. Ồ, khách Tây nóng quá, ra đây ngồi uống bia quá trời luôn. À, người Ấn Độ nè. Rồi, qua đây là con đường này, đường Cống Quỳnh. Đường Cống Quỳnh này là có cái trường Chu Văn An nè. Trường này hồi đó trường Hưng Đạo. Rồi ba mẹ gồ quẹo qua đây là con đường Trần Hưng Đạo. Bên kia là Quỳnh Văn Tiên. Mai này cũng xịn lắm nha bà con. Ở đó đây là nhà của bà Bầu Thơ nè bà con. Bên kia đó là tiệm Hán Toàn nè. Đường đây là đường Phát Diệm. Bên kia là phòng trà Rít đó bà con. Trước năm 75 nổi tiếng lắm à. Sau năm 75 thì làm sở lương thực. Rồi ở đó có cái khách sạn nữa. Khách sạn Rít sau năm 75. Ở đây là bốt trung lộ nè. Đây là sở cảnh sát. Sở, phải sở cảnh sát nữa mà gọi là sở cứu quả. Bên kia là hẻm số 4. Còn đây hồi xưa trước năm 75 là công xưởng Đô Thành. Rồi đây là cảnh sát Đô Thành nè. Trước năm 75.
ở đây là ngã tư chợ Nancy. Bên kia đó là lập lít đó bà con. Đó, bên đó là lập lít. Cái quẹ tay trái này có chợ Nancy nè. Bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi bà con, nắng quá trời. Xin thưa bà con bác, đường phố Sài Gòn vào những dịp Tết nó vắng như vậy. 7:30 rồi chạy vòng vậy chứ đâu có bao nhiêu phút, tại vì cái tốc độ mình chạy lên tới 40-50 cây số một giờ mà. Đây là nhà của Mỹ Chất Ký nè, dưa thì ế, dưa năm nay ế, trái nào trái đấy cũng tròn đẹp lắm mà ế. Dưa năm nay bị dội hàng mà để dành đó qua Tết bán tiếp. Rửa xe bây giờ là mắc lắm nha. Nên là bà con bác bây giờ mà ai mà đem xe ra rửa là nó có phụ thu á. Đón gió mới đã về xuân, cha ca đê lương vào xuân, cà phê cũng đi nghỉ rồi. Không cô gái đẹp từ dòng xinh như hoa, lầm là đơn bông, đơn bông tím vàng lầm như thiên nga. Và bên đây hồi xưa đó là lò gạch Đệ Tân nè, khách sạn của ông Nguyễn Tấn Đời nè. Bên đây nè, bà con bác còn nhớ không, có một cái rạp nữa, rạp này ta gọi là rạp Tân Kiển. Còn đây là quán nhà hàng Hai Cua nè, kia là nhà hàng Cối Xe Gió Đỏ nè. À, đường này đường Huỳnh Mẫn Đạt nè. Nè cuối năm để ba mẹ cô dạo qua dầm một chỗ ha. À, ba mẹ cô dạo qua một chỗ. Chỗ này là ủa? Có phải Huỳnh Mẫn Đạt không? Đúng rồi, Huỳnh Mẫn Đạt. Rồi, lâu lâu đi ngược lại con đường này thấy nó lạ lạ gì đó. À đây,
đây Phúc Long à, cho anh quà, cho anh cho lại cái căn nhà của anh cuối năm. Ôi chết trời, rồi thôi kệ cũng hết. Đèn đỏ, ba mày rồi đứng đây luôn à. Cuối năm làm món quà tặng anh, vợ chồng anh xem lại nhà cũ. Còn nhà của chị thì ba Michael, bữa chị có nói gì ở khu nào mà ba Michael quên rồi. Chị biết được ở nhà anh thôi à. Rồi, về đi. Năm này là anh về nước là ba mới còn sẽ hẹn anh ở tại quán cà phê Phúc Long. À, quần áo là ván đổ son. Tỏ lệ bán xuyên Tết luôn nha bà con. Tỏ lệ bán xuyên Tết không nghỉ Tết. Ghê thiệt, mà bán đông mới ghê chứ. Chắc ba mày cầu nghĩ gì bán đông nên mới bán á, chứ mà bán mà không đông thì bán ế thì thôi dẹp đi nghỉ cho rồi. Do bán đông cho nên bán. Thêm Huy cũng vậy luôn rồi con. Ủa làm gì xe đông vậy? Ủa. Ôi ơi, người ta đi vô người ta mua sắm á bà con. Ghê vậy. À, ăn uống mua sắm. Xe đậu không có chỗ đậu luôn, ghê ta. Qua đường đây thấy ghê quá bà con bác thấy không, mình băng qua đúng luật á. Ở Việt Nam mình không có đèn rẽ trái bà con, cho nên mà những ai mà muốn rẽ trái á nó khó với cái hướng ngược chiều đi lại lắm. Bông giấy quá trời. Bắn này là bắn pháo giấy nè. Ba mày còn thấy mấy cái cây pháo giấy đó chả có gì vui với bà con. Cuối cùng thì chỉ thấy toàn là rác xả đầy đường. Nắng quá trời.
trời coi kìa. Ban vé số. Trời ơi. Chắc nó xin tiền không được sao, bà mèo thấy nó dụi mắt nó khóc. Không biết nó có đói không nữa. Trời ơi, coi nữa là bà con lạy kìa. Cuối năm kìa, lạy kìa. À không, ba mẹ còn nhìn từ xa, ba mẹ còn nhìn lộn. Ông đang ngồi, ông ăn, ông bán vé số. Bà con có bác thử tưởng tượng là Sài Gòn trời nắng như đinh vậy nè. Đó, ôm rướng bé kìa, nó đi khắp nơi luôn kìa. À, những em bé đó biết lớn nó ăn uống nó có đủ chất hay không, mà chất hay không nữa. Mới bài lớn tuổi thôi, người lớn ăn gì nó ăn đó bà con, chứ không phải là thức ăn dành cho em bé đâu. Có nhiều người á, cuộc sống á, sinh con ra là bắt đầu là phải lựa món ăn này, món ăn nọ, món ăn kia, xài tả này, tả nọ, tả kia. À, rồi con cái mà nó bệnh chút hay là nó chút xíu một cái là alo bác sĩ. À, bác sĩ ơi con tôi sao? À, bác sĩ ơi sao bé nó bị vậy? À, bà con bác nhìn thấy bé cảnh đó đi rồi bà con bác thấy. Cái kiểu đó là ba mẹ còn nói thật với bà con, bác cái kiểu giống như là người ta gọi là trời xanh trời nuôi á. Đúng không bà con? Chưa nắng chang chang người lớn mà còn muốn đinh cái đầu, muốn nhức cái đầu ba mẹ còn đi, ba còn cũng đuối á. Mà bà con quá không, nó đi ngày này qua tháng nọ, nó rong rủi như thế mà chưa chắc ăn đủ nha. Mình là mình có đồ ăn thức uống đầy đủ á, mà mình còn mệt, mình còn đuối vậy, uống hồ gì mà ăn uống không đủ chất. Mấy đứa bé đó mà ba mày gọi nó thiệt, nó sống được là do là trời xanh nó, trời nuôi nó luôn. À, rồi nắng mưa gió gì có đi kiểu đó, bệnh hoạn sao đừng có nói. Con cái ở nhà còn bệnh hoạn rồi lo chạy đi khám bác sĩ, ho này nọ đi khám bác sĩ. Còn đây ba mày gọi đó thì cái ăn cũng có tiền nữa, lấy gì mà đi khám bác sĩ bà con. Cho nên đứa nào mà lớn được là trời xanh trời nuôi đó. Đau lòng dễ sợ. Mà biết giờ mình biết, hồi xưa còn ít ít thì mình còn giúp được, chứ bây giờ ra đường đây hết kiểu đó thì ông nội ai mà giúp cho nổi. Không giúp nổi. Ghê tắc. Chợ bến mình đông, nói chung ngày năm nay là ba mấy cậu không thấy có hoa ế nha bà con. À, rất là hay luôn vậy đó. Tuyệt vời. À, khúc này là bán vé số. Ôi ba mày còn mệt quá rồi. Để ba mày còn xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.